sau đó ngưng lại và sẽ có những cái động tác gì thì các bạn sẽ làm theo những động tác đó. Rồi tay người kế bên nắm tay lại với nhau. Rồi nắm tay nhau. Cái gì vậy? Nhỏ lớn chưa thấy nắm tay hả? Làm gì la như vậy? Rồi hai cái đám nhà lá này xô lộn chuyện quá nha. Bây giờ làm sao đưa chìa khóa anh Di giữ dùm cho, còn lát không có mắt đâu. Rồi nhớ kiếm anh nha, có chỗ ngủ. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng nhau, đầu tiên câu đầu tiên, anh em ta về cùng nhau ta xung hợp này, 1 2 3 4 5 là chúng ta sẽ đi về phía bên trái của các bạn nhớ nha. Đầu tiên chúng ta đi về bên trái, sau đó chúng ta đi về bên phải nha các bạn. Rồi bắt đầu làm thử nha. Anh em ta về cùng nhau ta quay quần này, 5 4 3 2 1. Rồi bắt đầu nghe khúc này các bạn hãy nhớ nha, một điều chân bước nhé ha, nhớ nha, một điều chân bước nhé. Hai là các bạn quay mặt lại với nhau, hai là hai người quay mặt lại với nhau, hai quay nhìn nhau đi, nhớ nha. Khi mà hai quay nhìn nhau đi, các bạn phải cười và đặc biệt phải lắc cái mông, nhớ nha, phải lắc cái mông cho mạnh lên. Xong chưa, ta làm lại từ đến hai nha. Dạ em nhờ mấy anh ban tổ chức em hát nhạc đoàn không phải nhạc đen, đừng mở nhạc đen em hát không được. Rồi bắt đầu làm lại các bạn. 2 3, anh em ta về cùng nhau ta sinh hồn đây, 1 2 3 4 5. Anh em ta vì hai cái sắp đứt rồi, cái gì vậy? Rồi một lần nữa anh Di nhắc lại là các bạn, chúng ta đang sinh hoạt tập thể, bạn nào muốn chơi nổi một lát nữa anh Di sẽ tổ chức riêng một chương trình live show chơi nổi, các bạn nhắm, các bạn nổi được ở Biển Đông này không?